vào các sự kiện và lễ hội trong mùa hoa anh đào ở Nhật Bản là một trải nghiệm tuyệt vời, khiến bạn không chỉ cảm nhận được sự vui vẻ và sôi động của mùa xuân mà còn hiểu thêm về văn hóa và truyền thống của đất nước này. Hòa mình vào bữa picnic dưới bóng hoa, tham gia vào các buổi picnic Hanami là cơ hội tuyệt vời để bạn cảm nhận sự hân hoan và niềm vui của người dân địa phương. Dưới bóng hoa anh đào rực rỡ, bạn sẽ được chia sẻ niềm vui và ẩm thực truyền thống cùng mọi người. Khám phá sự phong phú của nghệ thuật và văn hóa, các sự kiện nghệ thuật và văn hóa như triển lãm tranh, biểu diễn âm nhạc và văn học sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của bạn. Bạn sẽ được đắm mình trong không khí sôi động và nghệ thuật đặc trưng của Nhật Bản. Lặng ngắm hoa anh đào dưới ánh đèn lồng lung linh, buổi tối, các lễ hội đèn lồng tạo ra một không gian lãng mạn và kỳ diệu. Ánh sáng lung linh phản chiếu lên những bông hoa anh đào nở rộ, tạo nên một cảnh quan đẹp mắt và cuốn hút. Tham gia các cuộc thi và sự kiện độc đáo, các cuộc thi hoa anh đào đẹp nhất hay các hoạt động là cơ hội để bạn khám phá tài năng và sự sáng tạo của cộng đồng. Đồng thời, bạn cũng có thể gặp gỡ và kết nối với những người có cùng sở thích. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế và phong cảnh tự nhiên, cuối cùng, hãy tận hưởng việc ngắm nhìn vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào và cảm nhận sự thanh bình trong không gian linh thiêng của các đền chùa và công viên. Đây chắc chắn là những khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời bạn.